Rồi ok luôn anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại nhá. Hôm nay tôi đã xây nhà hình chai thủy tinh anh em ạ. Và cái lý do tại sao mà tôi phải xây ấy, đó là bởi vì cái làng nấm của tôi nó chưa có một ngôi nhà pha thuốc. Nên là tôi đã xây nhà hình chai thủy tinh. Và cái nhà đó nó sẽ là cái nhà để tôi pha thuốc anh em ạ. Và tôi đã xây cái nhà đó ở giữa biển luôn anh em nhé. Rất là đẹp luôn. Ok anh em ạ, trước khi bắt đầu video thì nếu mà anh em mà thích Minecraft sinh tồn và Minecraft sinh tồn siêu khó thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký và click cái biểu tượng cái chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất của tôi anh em nhé. Bởi vì là kênh của tôi là chuyên làm về hai thể loại luôn anh em ạ. Anh em sẽ không thất vọng đâu, anh em cứ tin tôi đi nhá. Thì thật sự là trong khoảng cái giờ offline là tôi chả làm gì nhiều anh em ạ. Xẻng cũng chưa sửa luôn đây. Nói chung là cũng chả có thời gian sửa luôn anh em ạ. Nói chung là đây, mấy cái đồ này này không có sửa được. Tôi cũng chỉ kịp chuẩn bị mấy cái này thôi. Nói chung là đợt này bên ngoài đời cũng đang có nhiều chuyện đây anh em ạ. Thật. Chốc nữa cuối video tôi sẽ nói cho anh em nhé. Được rồi, bây giờ chúng ta cũng bắt đầu vào xây luôn thôi anh em ạ. Thì là cái ngôi nhà anh trai thủy tinh đấy là tôi muốn xây nó ở chỗ này này. Chúng ta sẽ bắt đầu dùng thủy tinh trước anh em nhé. Và chúng ta đã xây cái này này. Chọn chỗ đó anh em ạ. Xây xa xa cái chỗ này ra. Tôi không muốn xây nó gần bờ đâu. Tôi nghĩ là ở đây nhỉ. Ở đây à. Ở đây nếu vậy tôi phải tạo băng đã anh em ạ. Tạo băng thì sau đó mình xây ở dưới băng ấy. Chúng ta sẽ xây cái ngôi nhà này nó giống kiểu là nó có một chai thủy tinh của một thằng nào đó ném trôi trên biển ấy. Và nó trôi giặt vào cái đảo này của tôi. Đây nhá, có băng rồi này. Bây giờ tôi phải xuống đặt kính này. Từ từ, đây. Đây đây, từ từ anh em ạ. Để tôi tính toán tiếp nào. Tôi nghĩ là tôi sẽ cần một chút đồ. Tôi nghĩ là tôi sẽ cần một cái gì đó. Đây. Chắc là tôi sẽ lấy một cục đất ở đây anh em ạ. À, nào 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 đây. Đó. Lấy một cục. Hai cục đi anh em ạ. Được rồi. Đây này. Tôi sẽ làm cái này với cục đất này anh em này. Tôi sẽ kéo. À từ từ. Cái chỗ này nó vẫn hơi nông đúng không? Đây anh em ạ. Tầm này đi. Nhờ. Đây này anh em này. Tôi sẽ xuống bên dưới này. Rồi tôi xây đất vào. Đó. Đây tôi sẽ bắt đầu xây kính ở dưới này anh em ạ. Đầu tiên chúng ta xây ra một hình vuông 5x5 anh em nhé. Rồi đây anh em ơi. Sau khi mà đã xong cái này rồi này, bây giờ anh em sẽ tiếp tục xây tiếp lên tầng bên trên. Thế nhưng mà anh em sẽ phải xây này này. Phải xây rộng nó ra. Chúng ta đặt một cục nào đó vào đây này. Đó. Xong rồi xây thủy tinh ra. Xây ra hai block luôn anh em nhé. Đó. Và cứ xây như vậy anh em ạ, bao xung quanh nó. Thế nhưng mà vào chỗ này này thì chúng ta chỉ xây ra một block ở đường chéo, ok chưa? Sau đó thì lại đến hai block ở bên này. Đó. Chúng ta sẽ cứ xây vậy anh em ạ. Ôi, nhầm rồi. Đây anh em ạ. Tôi dùng cái xẻng này tôi phá nó đi. Cẩn thận chứ nó hỏng cái xẻng đấy. Thế quái nào mà tôi xây nhầm nhiều ấy nhở. Không sao anh em ạ. Bởi vì chốc nữa là chỗ này chúng ta sẽ xây lên. Thế nên là tôi cứ để đấy luôn. Không sao đâu anh em ạ. Phá đi xong cái xẻng lắm. Rồi đây anh em ơi. Bây giờ chúng ta tiếp tục xây lên bên trên anh em nhé. Chúng ta sẽ xây lên 4 block anh em ạ. Một rồi này. Hai này. Đó. 3, 4. Xung quanh đây là đều xây vậy anh em nhé. Rồi anh em ơi, ok rồi đấy. Sau khi mà xong cái này rồi nhá. Bây giờ anh em sẽ xây lên tầng tiếp theo này. Tầng tiếp theo là anh em sẽ xây nó trụ ở bên trong. Anh em sẽ xây mấy cục ở đó ra này. Đấy. Xong rồi xây kính lên. Chúng ta sẽ không xây nó ở góc chéo nhá. Xây từ đây thôi. Đó. Bên nào chúng ta cũng đều xây vậy anh em nhá. Rồi đây anh em ơi. Bây giờ tầng tiếp theo ấy, chúng ta sẽ lại xây vào bên trong thôi. Đó. Xây này này. Bao xung quanh bên trong anh em nhá. Rồi. Xong cái tầng tiếp theo anh em ạ. Chúng ta sẽ lại xây y hệt như vậy thôi. Nhưng mà cái tầng này này chúng ta sẽ xây lên hai block luôn nhá. Một lần là thế này. Chúc các chúng ta lại xây thêm một lần nữa lên. Ok ở đây anh em. Sau khi mà đã xong cái này rồi này, giờ anh em sẽ lại tiếp tục xây lên tầng tiếp theo. Bằng cách cái này này. Đặt mấy khối ở đó ra. Tôi hết đất rồi anh em ạ.
Thế nên tôi đặt tạm cái khối này. Xây cao lên 2 block anh em nhá. Đấy. Xong rồi xây bao xung quanh cái chỗ này lại anh em ạ. Chúng ta sẽ không xây nó ở chỗ góc nha anh em nhá. Chúng ta chỉ xây nó ở bên cạnh thôi. Bên này cũng vậy này. Nhưng mà tôi hết đất rồi. Tôi xuống lấy thêm đất anh em ạ. Ok rồi đấy anh em. Cái lý do tại sao mà tôi bị thiếu mất một cái ấy, là bởi vì trong đó tôi sẽ phá đi một cái bên dưới anh em ạ. Phá đi một cái để tôi làm cái đường vào đấy. Sảng ơi. Một lần cuối cùng thôi. Cái này là cái block cuối cùng tôi phá đấy. Đừng hỏng sảng nhá. Đừng hỏng em nhá. Nào, phá đi nào. Phá đi nào. Rồi, ôi anh em ơi. Nó chưa hỏng anh em ạ. Đó, chỗ này là chỗ để chốc chúng ta vào anh em nhá. Được rồi, may mắn rồi. Ông trời độ tôi đấy anh em ạ. May mắn rồi. Lên nó đặt kính vào thôi anh em ạ. Đâu ấy nhỉ? Chỗ nào ấy nhỉ? À đây này, đây này. Đây anh em ạ. Đây, đúng không? Zoom vào đặt cho chuẩn anh em ạ. Đấy. Ngon đấy anh em. Xong bây giờ chúng ta phá hết đất đi anh em nhá. Phá hết mấy khối đất đi. Phá cả cái này đi. Ok ở đây anh em. Bây giờ chúng ta phải làm khô nước ở cái chỗ này đi nhá. Làm khô nước đi ấy. Thì nếu mà anh em mà có cái cục hút ẩm ấy, là cục bọt biển ấy, à, thì nó dễ. Nhưng mà bởi vì tôi không có nên là giờ tôi phải mang rất là nhiều cục gì đó ra anh em ạ. Tôi lắp hết chỗ này vào thì nó mới khô được nước. Chắc là tôi sẽ mang gỗ ra bởi vì nhà tôi có nhiều gỗ. Mang gỗ hoặc đá. Đấy, đá này đấy. Nhiều hơn em. Ui, quá nhiều luôn. Rồi, đi lắp cho anh em ạ. Chúng ta sẽ lắp từ bên dưới đáy lên anh em nhá. Ok ở đây anh em. Xong bây giờ tôi sẽ phá mấy cục đất này đi là được. Phá mấy cục đá này đi là được anh em ạ. Rồi đấy anh em. Rồi đấy đúng không? Thế là trong này là không có nước nữa rồi đấy nhỉ? Ngon đấy anh em ạ. Quá ngon đấy. Bây giờ tôi sẽ về tôi mang đồ ra và xong rồi chúng ta cùng xây bên trong anh em nhá. Đây, chúng ta sẽ xây tới cái nút chai anh em nhá. Bởi vì chai lọ thì nó phải có nút chứ đúng không? Chúng ta sẽ dùng khối nấm đâu anh em ạ. À, và xây cái nút chai. Rồi đấy anh em. Bây giờ là anh em nhìn từ xa là nó rất là đẹp nhá. Đây, tôi chạy ra xa cho anh em nhìn. Đẹp không anh em? Thì giống cái chai không? Cũng được anh em nhỉ? Trông cũng được cái chứ nhỉ? Giờ là tôi bắt đầu xây bên trong anh em nhá. Đầu tiên ấy, chúng ta sẽ dùng mấy cửa sập đặt nó vào đây. À, để cho bọn đầu rau chúng nó không lên đánh mình được ấy. Đó. Khóa cửa vào anh em cho an toàn chứ đúng không? Ui, đẹp nhỉ anh em nhỉ? Mình đứng ở đây mình nhìn đến biển luôn này. Khá là phê đấy anh em ạ. Cái nhà này mà anh em thích biển ấy, xây là cực kỳ hợp luôn đấy. Quá đẹp anh em ạ. Bây giờ chúng ta trang trí bên trong ấy, là đầu tiên chúng ta dùng kệ sách này. À, và chúng ta trang trí ở hai bên cạnh anh em nhé. Ở bên này này thì là ba cái. À đâu 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 đâu. Bên này là hai cái thôi sao anh em ạ? Chết cha rồi. Tôi lại phải dùng tới cái sẻng một lần nữa rồi anh em ạ. Đừng hỏng sẻng nhá. Cố lên sẻng ơi. Ôi ôi. Tuyệt vời anh em ạ. Ôi ôi. Thoát cả team. Chắc cả chốc nữa sau khi kết thúc tập này tôi phải đi sửa cái sẻng anh em ạ. Lo quá. Đấy. Xây cái này anh em nhá. Xong rồi chúng ta dùng chậu hoa này. Chậu hoa ấy, chúng ta không đặt nó ở bên này. Chúng ta đặt nó bên này này. Đó. Đặt nó vào hai góc này. Đấy. Xong đặt cái bụi cây khô vào. Đấy. Xong rồi đặt lá cây lên anh em ạ. Đặt hai lá cây lên trên nhá. Đó. Thành cây luôn anh em ạ. Được không anh em? Xong bây giờ chúng ta dùng cái giường anh em nhá. Giường ấy, đặt nó vào đây anh em ạ. Đấy. Chỗ này này. Đặt một cái rương vào.
Đây, đặt cái rương quay về đây đi chả. Đấy, còn ở phía cuối này này là đặt hai cái thùng anh em ạ. Đó, xong rồi dùng cái khung vật phẩm đặt vào chỗ này này. Đấy, sau này mà hai cái thùng này này mình để cái đồ gì ấy thì mình cái đánh dấu được nó vào đây này. Đó, tiếp theo chúng ta lại đặt cái thùng anh em ạ. Đặt thùng ở bên trên này, đặt thùng nó bao xung quanh ở chỗ này luôn anh em ạ. Đây này, chỗ nào ấy nhỉ? Đây. À thôi, tôi đặt nó ở cái chỗ này đi. Đây này, đặt thùng ở đây đi. Là để từ làng nấm mình còn nhìn qua cái đây chứ. Thì đặt thùng ở đây thì nó chắn mất nhỉ. Đây, đó. Rồi, ngon ở đây anh em ạ. Ngon đấy. Hình như đặt vậy không được anh em ạ. Phải phá đi hai cái lá cây rồi. Phá đi. Thôi anh em ạ, cái lá cây thì cứ vứt đi cũng được, chứ mà dùng xẻng loại phí nhỉ. Sợ hỏng xẻng lắm, chẳng may hỏng cái chết chao luôn đấy anh em ạ. Bây giờ chúng ta dùng tới 15 cái khung sản phẩm và đặt bên dưới 15 cái thùng anh em nhé. Anh em có biết tại sao mà lại có 15 cái thùng không? Bởi vì là nó tương ứng với 15 loại thuốc đấy anh em. Đó. Ô, tôi còn thừa một cái à? À, cái này là cái chanh. À, được rồi, mình đi ngủ cái anh em ạ. Ôi, mặt trăng này khá là chill anh em nhỉ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục dùng yên rương. Đặt nó ở hai cái chỗ này. Bên trên cái kệ sách đấy, dàn pha thuốc này này, chúng ta sẽ đặt nó ở đây nhá. Đấy, hợp lý không anh em? Hợp lý không? Xong bây giờ chúng ta sẽ đặt nốt 4 cái rương còn lại anh em nhá. Đặt nó ở bên cạnh cái cửa sập này. Đấy, đặt vậy để cho chỗ này nó cũng có cái gì đó chứ, đúng không nhỉ? Chứ không thì nó thiếu thiếu, trông nó hơi buồn cười. Xong bây giờ chúng ta đặt tới bàn chế tạo nhá. Bàn chế tạo và một vài cái đồ lung tung này, chúng ta đặt nó ở đây này. Thực ra tôi đang nghĩ, bởi vì tôi đang hơi quên này anh em ạ. Tôi đang hơi quên rồi. Từ từ cho tôi suy nghĩ tí anh em nhá. Buồn cười nhỉ. Nào mà tôi quên rồi anh em ạ. Đây, hình như là mấy cái thùng này này phải đặt nó ở chỗ này anh em nhá. Từ từ phá đi anh em nhá. Ấy. Phải đặt nó ngang ra. À, ớ. Ngang cái thùng ơi. Ngang nam ơi, đúng rồi. Đấy. Ok, ở đây anh em. Thế này mới đúng anh em nhá. Cái bên này này là chúng ta đặt thế này. Đặt cái bàn chế thuốc này này. Đặt nó ở dưới này. Đó. Ok. Xong rồi chúng ta sẽ dùng cái cầu thang gỗ sồi đặt ở chỗ này này. Ấy. Đặt nó ngược xuống anh em ạ. Á. À, bên trên cái cầu thang gỗ sồi này, chúng ta sẽ đặt khung cửi này. Đó, lò nung này và bàn rèn. Đặt cái bàn rèn là đặt nó vào đây này. Đó, khung cửi bên này này, lò nung ở giữa anh em ạ. Đấy, được không anh em? Ừ, hợp lý không? Từ từ anh em ạ. Hình như cái chỗ này này, chúng ta nên xây quành quành cầu thang này lại nhỉ. Quành quành lại này có đẹp hơn không? Từ từ tôi sửa tí anh em nhá. Cái này có được không anh em? Cái này trông có được không nhỉ? À, hình như đặt thế này nó đẹp hơn anh em ạ. Đây này, cái này này. Đấy. Nhờ. Hợp lý luôn anh em nhỉ. Hợp lý rồi đấy. Đây, còn một cái bức tranh ấy, anh em đặt nó vào chỗ này này. Đặt một bức tranh đây anh em nhá. Đặt cái bức tranh một ô thôi. Đấy, mình giới hạn lại. Đặt vào. Đấy, ngon đấy anh em. Được rồi đấy. Thế vừa nãy mà phá đi hai cái lá cây ở hai bên này có vẻ là có vẻ là hơi phí nhỉ. Không sao anh ạ. Rồi nhá, bây giờ chúng ta đặt cái đèn lồng. Đèn lồng ấy là một cái là đặt ở bên trên này. Từ từ lên cái đã. Có vẻ tôi không đủ cao rồi, đúng không? Tôi không đủ cao rồi anh ạ. Chắc là tôi phải dùng giường à. Giường ơi. Đúng rồi. Thử xem nó cao chưa. Chưa đủ cao anh em ạ. Vậy thì tôi sẽ mượn tạm một cái gì đó. Cái rương đi. Nào. Đấy. Ngon rồi anh em ạ. Đấy.
trả lại cái rừng. Ok, một cái ở đó nhá, và ba cái nữa ấy, là ở dưới các cái thùng. Nếu mà anh em mà muốn đặt nó vào dưới các cái thùng này, mà anh ấn vào đây này, là nó sẽ vào khu vật phẩm. Anh em đừng làm vậy nhá. Anh em ấn vào cái tấm kính ấy, đây này, đây này, đó, ấn vào, đó, nói treo cái đèn lồng ra, khá là hay anh em nhỉ? Đấy, được không anh em? Còn hai cái nữa, còn hai cái nữa chúng ta treo nó ở đâu nhỉ? À đây, còn một cái nữa, tôi treo nó ở đây đi. À, hợp lý không anh em? Hợp lý không? Quá đẹp luôn, thật quá đẹp luôn anh em ạ. Vẫn còn hai cái nữa. Hai cái nữa tôi cũng không nhớ là tôi để nó ở đâu. Thôi rồi, còn hai cái nữa thì cứ để đấy đi anh em ạ, kệ nó đi nhỉ. Bây giờ chúng ta cùng đặt lá sồi nhá. Lá sồi là đơn giản thôi, chúng ta cứ lấp đầy cái mái thôi anh em ạ. Đó, cứ lấp vậy thôi. Thế nhưng mà né né cái chỗ đèn lồng ra anh em nhá. Lấp như vậy là để cho nó bớt ánh nắng đây anh em, chứ không thì nắng nó chiếu vào đen da mất nhỉ. Kiểu kiểu là buổi trưa mình đang chill ấy, tự nhiên nắng cứ chiếu vào. Nhỉ. Đây các bạn, xây thêm một tí để trông cho nó bớt, gọi là trông cho bớt vuông vắn đấy. Đấy, xây dài dài thêm một tí anh em ạ. À, tôi còn thừa ba cái luôn này, tôi xây thêm một cái nữa ở đây, hai cái nữa là tôi cho vào chỗ này. Hợp lý luôn, hợp lý luôn đấy các bạn nhỉ. Lại không hợp lý đi. Xong rồi đấy, ngoại trừ hai cái đèn lồng này ra là tôi thấy xong rồi đấy. Không biết là hai cái đèn lồng này là tôi để ở đâu. Nhưng mà nói chung là xong rồi đây các bạn, kệ đi nhá. Rồi, tôi đứng xa xa cho anh em nhìn nhá. Đẹp lắm, đẹp lắm. Đẹp không anh em? Ôi dồi ôi, đẹp không? Quá tuyệt luôn. Tuyệt không anh em ơi? Thật về anh em. Tuyệt vời, tuyệt vời anh em ạ. Từ từ lên đảo tôi cho anh em nhìn nhá. Đây anh em ơi, đây. Được không anh em? Có được không? Á? À, có ai đó đã gửi cái chai lọ này tới vùng đất của tôi anh em ạ. Có vẻ là họ đang muốn nhắn nhủ cho tôi một điều gì đó. Ok anh em ạ, chúng ta đã hoàn thành được ngôi nhà hình thủy tinh rồi đấy. Ok, thì thật sự là nếu mà anh em mà đã xem tới đây rồi, chắc là anh em cũng toàn là những người mà yêu quý tôi, nên là tôi có một vài điều muốn tâm sự với anh em. Đó là hiện tại tôi đang chuẩn bị rất là nhiều thứ anh em ạ, rất là nhiều thứ. Và ngoài đời nó hơi bận rộn một chút, nhưng mà tôi có một tin vui cho anh em. Đó là trong những thứ mà tôi đang chuẩn bị ấy, là có một chiếc máy để sau này là tôi sẽ livestream cho anh em nhá. Sau bao nhiêu lâu anh em ạ, sau bao nhiêu lâu thì cuối cùng đến bây giờ tôi cũng đã hoàn thành được cái chuyện đó. Đến tận bây giờ điều kiện nó cũng mới cho phép tôi để tôi có được một chiếc máy tính để tôi có thể livestream cho anh em. Ngay từ lúc đầu mà tôi bước chân vào mà tôi làm YouTube ấy, là tôi đã muốn làm streamer, nhưng mà cái máy của tôi nó không đủ mạnh anh em ạ. Đó, nên là tôi đã bắt đầu bằng cách là làm YouTube trước. Nhưng mà tới bây giờ anh em ạ, cuối cùng thì đã có rồi, nhưng mà chưa có, đang chuẩn bị thôi nhá. Thì tôi dự tính ấy, là tầm giữa tháng 6, tầm ngày 15 tháng 6, có thể sớm hoặc muộn hơn một vài ngày, nhưng mà nói chung là tầm đó là tôi sẽ livestream với anh em nhá. Ok anh em ạ, bởi vì thật sự hiện tại rất là bận. Nên là ấy, nếu mà có ngày nào ấy mà tôi mà quên ra video, hoặc là 3 ngày tôi mới ra một video, hoặc là 3-4 ngày rồi mà tôi chưa ra video, thì anh em hãy thông cảm cho tôi một chút nhé. Bởi vì tôi đang chuẩn bị để sau này tôi có thể livestream với anh em mỗi ngày anh em ạ. Tôi yêu anh em rất là nhiều. Ok anh em, thì tôi nghĩ là tập hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã xem đến tận đây. Hẹn gặp lại anh em video lần sau nhá. Tôi yêu anh em rất là nhiều.